Tại cửa hàng sửa xe Lộc Thọ trên đường Phạm Như Sương, chiều ngày 11 tháng 12, hàng chục chiếc xe chết máy do bị ngập nước đang chờ để được sửa chữa. Tùy mức độ ngập của xe, có chiếc thì sửa chữa đơn giản, nhưng cũng có chiếc phải rất vất vả mới sửa xong. Những người thợ sửa xe này luôn nỗ lực để sớm sửa xe cho khách. Và điều đặc biệt là sửa xe lại hoàn toàn miễn phí. Khi đi làm về thì thấy xe bị ngập nước, không thấy xe đâu hết. Thì lo sợ chi phí tốn tiền rồi. Xong lên mạng thấy anh ấy sửa chữa cho mình miễn phí. Thì hóa ra lên đây là miễn phí thiệt. Mình cũng mừng có người tốt như vậy. Người chủ tiệm sửa xe này là anh Đặng Văn Thọ. Trong những ngày ngập lụt, nhiều tuyến đường trong khu vực bị ngập sâu nên tình trạng xe ngập chết máy khá nhiều. Vì thấy nhiều người dân gặp khó khăn, không thể đi làm, đi học do xe bị ngập nước hư hỏng nên anh đặt bản nhận sửa chữa miễn phí cho mọi người. Bất cứ ai ở xa gần ở đâu, cứ đem xe tới cuối tìm em là để chờ là em làm từng xe người một. Nói trước thì làm trước, cái sau làm sao, từng người một. Chắc là quả phải cố gắng hoàn thành tối nay xong, giải quyết xong xe cho các. Hành động rất là tốt, ý nghĩa, rất là tích cực. Nói chung là giúp đỡ mọi người, tại vì mùa mưa gió mà, thế nên ai cũng bị ngập nước rất là nhiều. Mình học được nghề thôi, mình phải giúp đỡ cho mọi người khác, có một phương tiện đi vậy đi thôi. Nhưng vậy thôi, mình giúp người khác thì sau này có nhiều khả năng, nhiều người khác chính là mình thôi. Việc làm của anh Thọ thật bình dị nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn và đáng trân trọng, khi mà không chỉ là giúp đỡ người đi đường bớt được những khó khăn, xử lý sự cố cho phương tiện mà còn thể hiện tấm lòng chia sẻ, thấm đẫm tình người, sẻ chia khó khăn trong thiên tai hoạn nạn. Miền Đông 24 giờ, bản tin đặc biệt cho khu vực Đông Nam Bộ. Hãy đón xem bản tin Miền Đông 24 giờ 18 giờ mỗi ngày trên kênh BTV1 Đài Truyền hình Bình Dương.